gì? Muốn em muốn. Chỉ trong cái bản màu này thôi. Đi dòng người mẫu cái vớt cái đổi cái này làm là cái rồi hỏi em là có bạn trai chưa, cỡ em cao thì mà mắt đen một người em yêu mà tìm một người nam mà cao khoan rồi em không rồi đâu có quen ôi trời ơi. Chân rồi, tại sao không chỉ tốt gì đi? Chính vậy, có cách nào để tôi chặt chúng ta còn lại không vậy? Mày mới biết đó. Sao mày cả tao hoài vậy? Mày mới cả lỗi với thằng mày đó. Tôi đâu có rảnh đâu. Cũng hiểu thấu được lỗi lầm của ta nữa. Hay giờ tôi chém bà quá. Cái gì vô lông cá được cái gì? Mua được con cá. Chúng ta tìm thấy nhau rồi, mình hát đi. Vậy là chúng ta tìm thấy nhau. Hứa Minh Đạt xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Hứa Minh Đạt tham gia chương trình Ai Cũng Bật Cười. Ở cái đội của Hứa Minh Đạt là có đội trưởng là Ngô Kiến Huy. Hứa Minh Đạt là đội phó. Và thêm một đội phó nữa là Sĩ Thanh. Là lần này Hứa Minh Đạt đóng chung với lại hai ca sĩ. Hát rất hay, rất là đẹp. Mà không biết diễn thì sao, nhưng mà sau khi được đứng trên sân khấu thì ba đứa cũng bắt đầu hợp gơ nhau, diễn bắt đầu từ nhịp nhàng tạo được tiếng cười với lại quý vị khán giả. Châu Bá Thông, Châu Bá Thông, đã giật mất của ta cộng lông. Không phải, ý ta là cái áo lông. Hay quá. Còn con chua chỉ nhựa kia ham hố chỉ mua được cây lược. Ghê nữa. Chưa nữa, còn có đắc kỷ. Đắc kỷ thế nào? Đại ca, không có liên quan nữa. Chưa hết đâu, thảo quả nhất con Lý Mặt Sầu. Ồ, Lý Mặt Sầu đã dành mua cái bồn cầu. Hứa Minh Đạt ấn tượng là cái vai của ông quan tri phủ, là xử án trong cái tiểu phẩm là Phim Cường, trong cái bộ phim được mang tên là Sống Chung Với Mẹ Chồng. Là ông quan này gọi bà má chồng tới để mà thẩm vấn về những cái hành động và những câu thoại mà má chồng đã đối xử với con dâu của mình, tạo nên những chi tiết hài rất là thú vị giữa cái xưa và cái hiện đại. Hứa Minh Đạt thích nhất vai này. Tôi kết mà nhất phim. Tôi biết mà. Trời ba ơi. Chị luôn đúng không? Thường á, tôi không coi. Tôi là kết ai á là cuối phim người đó chết. Bởi vì tôi phái bà lắm. Em á, vừa mà xem một cái là em cho thêm cái nhạc vui liền, cái nhạc quảng cáo á, nhạc lớn luôn nào luôn nào. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Ai Cũng Bật Cười, đội Trấn Thành sẽ được chào đón hai thành viên mới, đó là Quốc Thành và BB. Đây là hai nhân vật đặc biệt, họ sẽ nói một tí về vai diễn của mình. Cảm giác của em lúc này thì nắng, chiếu mặt em nóng quá. Bi có muốn nói gì không? Thì giờ, hôm nay cảm xúc của em thì em nói chung là hôm nay em thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, vui và em cảm giác giống như là Bi muốn nói gì không? Anh đang tính nói luôn á. Anh đừng nói chưa. Hôm nay em cảm thấy rất bị chèn ép. Thứ nhất là chèn ép bởi đội trưởng, thứ hai là cái thành viên chơi chung. Tại vì một cái người đội trưởng thì đáng lẽ phải dẫn dắt, phải lo cho thành viên của mình, chứ làm sao mà để cho thành viên mình bị đánh đập trên sân khấu mà. Thưa quý vị, đó là những lời nói hoàn toàn sáo rộng. Đó là những lời nói hoàn toàn sáo rộng. Rõ ràng nói chung là cũng tán thiệt. Tán một cái là tán ngay mặt. Mọi người thấy đó, rõ ràng là giả. Dạ, thưa quý vị, và nói chung là chúng ta muốn biết chuyện gì xảy ra với ba cái đứa này thì hãy đón xem Ai Cũng Bật Cười số mới nhất được phát sóng trên HTV2. Dạ, cảm ơn quý vị, tụi tôi rất là yêu thương và đoàn kết với nhau. Tất cả những